ngấm sự đời. Làm người sống trên đời có 5 điều không nên tranh giành. Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp phải những chuyện không như ý muốn, nhưng không phải chuyện nào cũng đáng để hao tâm tổn sức. Người thông minh sẽ biết chuyện nào xứng đáng chuyện nào không, biết tính toán giữa lợi và hại. Có câu nói rằng, không tranh không có nghĩa là mình không bằng người, không nói không có nghĩa là mình không biết. Nhà văn lâm ngữ đường người Trung Quốc có câu nói nổi tiếng. Người không tranh giành, người trong thiên hạ sẽ không tranh giành với anh ta. quả thực người hiếu thắng giỏi tranh giành chưa chắc đã thắng. ngược lại người biết cách lùi một bước chưa chắc đã thua. với những thứ thuộc về chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ mất. còn nếu như đã không phải của chúng ta giành nữa giành mãi cũng không có được. con người sống ở đời có năm thứ không nên tranh giành. nếu không tranh giành phúc khí sẽ ngày càng lớn. một không tranh với trời đất là sáng suốt. Chúng ta thường nói với nhau câu người tính không bằng trời tính, vậy ông trời tính tính toán cái gì? Thực ra ông trời sẽ tính đạo đức của mỗi người. Đạo đức tốt đẹp là tấm lá chắn đi theo bảo vệ chúng ta cả đời, đồng thời nó cũng giúp những người có số phận bấp bênh chuyển nguy thành an. Người có đạo đức sẽ được thu nhận và tìm được chỗ đứng của riêng mình, dù không thật cao nhưng cũng bình yên, vững chắc. Và đạo đức được thể hiện qua từng cử chỉ, hành động dù rất nhỏ bé của chúng ta ngay trong cuộc sống hàng ngày. Bởi thế nên mỗi người chúng ta dù bất cứ lúc nào cũng đều phải suy xét thật kỹ những hành động của bản thân, xem xem việc làm của chúng ta đã phù hợp với đạo lý ở đời, hợp với đạo trời hay chưa. Nếu hợp đạo lý thì phúc báo không cần cầu cũng sẽ tự đến với ta. Còn một khi làm trái với đạo lý ở đời, có thể hậu quả chưa xuất hiện ngay nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ phải trả giá. Nhà văn Lâm Ngữ Đường người Trung Quốc từng nói: Người không tranh giành, người trong thiên hạ sẽ không tranh giành với anh ta. Người hiếu thắng giỏi tranh giành chưa chắc đã thắng, ngược lại, người biết cách lùi một bước chưa chắc đã thua. Chỉ cần một người có phúc báo, ắt sẽ có được hết thảy những thứ khác. Những gì đã là của chúng ta, thuộc về chúng ta, mãi mãi sẽ không bao giờ mất, còn nếu như đã không phải của chúng ta, giành nữa, giành mãi cũng không có được. Thậm chí có được trong chốc lát, những thứ đó cũng sẽ có lúc tự nhiên tan biến, thay vào đó là tai họa sẽ tìm đến. Chuyện chúng ta làm nếu đi ngược với đạo lý thì sau cùng ắt sẽ phải hứng chịu hậu quả khôn lường. Bởi quy luật của đất trời vũ trụ luôn vượt xa sự khôn ngoan vật vãnh của loài người. Có lẽ cũng bởi vậy mà người xưa luôn một lòng kính sợ trời đất, quỷ thần và vũ trụ. Nhưng ngày nay, rất nhiều người lại đi theo thuyết vô thần. Họ trở nên lớn mật, to gan, không sợ trời đất. Nếu ai cũng như vậy thì thế giới này sẽ trở nên thật đáng sợ. Tương truyền kể lại rằng, Lý Thuần Phong sống ở triều đại nhà đường từng tiên đoán số mệnh cho triều đình. Ông nói với vua đường Thái Tông, sắp tới sẽ có một người họ võ tranh đoạt thiên hạ với ngài. Hơn nữa hiện giờ người này đã đang ở trong cung của ngài. Vua đường Thái Tông nghe vậy nghĩ muốn diệt trừ tận gốc mầm tai họa này, nên dự định giết tất cả những người họ võ sống trong cung. Nhưng Lý Thuần Phong can ngăn nhà vua. Đây đã là kiếp trời định, hơn nữa người này về sau sẽ trả giang sơn lại cho ngài nếu giờ ngài giết hắn ngược lại sẽ dẫn dụ càng nhiều người có ý đồ xấu đến đây hơn đến lúc ấy hậu quả thần thật không dám tưởng tượng vua đường thái tông nghe vậy liền thuận theo ý của lý thuần phong quả nhiên về sau võ tắc thiên chiếm đoạt giang sơn nhưng quyền lực cuối cùng vẫn về lại tay gia tộc lý thị đường thái tông vì biết lắng nghe lời khuyên của người khác nên nhà đường dù trải qua nhiều biến cố nhưng vẫn thuộc về gia tộc họ lý ngày nay nhiều người không được bình tĩnh và trí tuệ được như vua đường Thái Tông. Khi đối mặt với nhiều chuyện trái ý mình, họ chỉ muốn dùng thủ đoạn cứng rắn quyết liệt để giải quyết. Cho dù là kiện tụng hay là đi móc mối quan hệ, họ đều cố dùng trăm phương ngàn kế chỉ vì muốn lật đổ phương và giành được thứ mình muốn, mà không biết rằng kiểu hành vi này sẽ gây tổn hại đến phúc báo của họ sau này. 2. Không tranh với cha mẹ là hiếu thuận Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Những lời phát ngôn ra cay nghiệt trong lúc bực tức chỉ càng khiến con người ta hà giận tức thời nhưng thực tế lại hiển lộ rõ nhân phẩm của bản thân. Cha mẹ chính là những người thân thiết của mỗi chúng ta. Nhưng chính vì họ là những người thân thiết nhất, che chở, bao bọc chúng ta nên thường dễ dàng có những tranh cãi họ khi có điều không vừa lòng. Điều này thực sự là không nên. Dù cha mẹ có là người như thế nào thì là phận con cái cũng phải thành tâm tôn kính, chúng ta phải thời khắc ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đi khắp trốn trời góc bể không thể tìm được ai yêu thương bạn vô điều kiện ngoài cha mẹ vậy mà hầu như mọi người ai cũng ít nhất một lần trong đời tranh cãi hơn thua với cha mẹ khi cha mẹ nhắc nhở chúng ta trời lạnh rồi nhớ mặc thêm áo ấm đừng tranh luận với cha mẹ rằng chỗ của bạn ấm áp như thế nào ánh mặt trời rực rỡ ra làm sao hát hủi sự quan tâm của họ những lời nhắc nhở ấy chẳng qua chỉ là vì quan tâm chúng ta, sợ chúng ta lâm bệnh mà không có cha mẹ ở bên chăm sóc mà thôi. Khi cha mẹ căn dặn chúng ta phải biết tiết kiệm, đừng trách cha mẹ là những kẻ nô lệ của đồng tiền, đừng tranh luận rằng tiền mình làm ra mình tự chi tiêu. Cha mẹ làm như vậy chỉ là vì muốn chúng ta chuẩn bị tốt cho cuộc sống sau này của mình mà thôi. Có đôi khi, sự lo lắng của cha mẹ là vô căn cứ, sự quan tâm của cha mẹ là không cần thiết nhưng cha mẹ làm như vậy hết thảy đều là vì mong con cái có cuộc sống tốt sau này đừng tranh giành thắng thua với cha mẹ đó mới là sự hiếu thảo lớn nhất ba không tranh với bạn đời là thấu hiểu không phải là người một nhà không vào chung một cửa một ngày vợ chồng trăm ngày ân nhưng là vợ chồng khó tránh khỏi những mâu thuẫn lục đục nhưng lúc đó thì ai cũng nghĩ mình có lý khi vợ chồng hình thành nên gia đình thì tự nhiên sẽ hình thành nên nhiều mối quan hệ tôn ti trật tự. Hai bên đều phải có sự khoan dung, nhẫn nhịn cho nhau. Trong đời sống hôn nhân, vợ chồng bất hòa, lời qua tiếng lại, giận hơn là chuyện thường tình xảy ra. Nguyên nhân đến từ sự kết hợp giữa hai con người, giữa hai khối óc và giữa hai trái tim. Dù có sự đồng cảm, thì cũng có những lúc bất đồng. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên thấy cảnh người vợ không thuận lợi trong công việc liền mượn cơ phát sinh bực tức cáo giận với người chồng. Người chồng vì thể diện của bản thân mà trước mặt bạn bè, người ngoài sai khiến người vợ, người vợ không chịu được cảnh ấy và thế là mối quan hệ êm đẹp trở nên bất hòa. Khi lời nói bắt đầu vượt tầm kiểm soát của lý trí, cũng là lúc nói cho thỏa những gì đang nung nấu trong tâm hồn, mà không cần biết người mình đang nói với ai, có hiểu và đón nhận những tiếng nói, những gì mình muốn diễn tả hay không những lời mình nói đối phương có bị tổn thương. Kỳ thực, những khi ấy, nếu như có thể một mắt nhắm, một mắt mở mà bỏ qua thì bạn không phải là người yếu đuối, không có năng lực mà điều đó nói lên rằng bạn là người khoan dung, độ lượng. Đời sống vợ chồng cần nhiều sự khoan dung như thế. Vợ chồng là hai mảnh ghép khó khăn lắm mới tìm thấy nhau giữa vạn người trên thế giới. Mỗi người là một nửa mảnh ghép hoàn hảo cho nhau. Muốn có được sự hoàn hảo trước hết phải vượt qua thử thách, học cách đối diện với sai lầm, nhược điểm của đối phương, giúp nhau cải thiện và hoàn thiện. Đó mới chính là mảnh ghét hoàn hảo. 4. Không tranh với người thân là hòa khí. Nếu anh em trong gia đình mà không ai tham lam tài vật thì giữa anh em chẳng có oán hận nào xảy ra cả. Còn đối với những lời nói không thỏa đáng thì anh chị em có thể khoan dung, nhường nhịn. Trong gia đình, anh chị em phải nhường nhịn thay vì tranh giành nhau. Từ xa xưa, ông bà ta đã để lại cho đời những câu nói có giá trị và ý nghĩa sâu sắc đầy nhân bản về mối quan hệ anh chị em trong gia đình. Chẳng hạn như, một giọt máu đào hơn ao nước lã, chị ngã em nâng, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần, cắt dây bầu dây bí ai nở cắt dây chị dây em. Điều đó đã chứng minh rằng, tình cảm anh chị em là thứ tình cảm huyết thống thiêng liêng không có bất kỳ thứ gì trên đời này có thể thay thế được. Đặc biệt, Mối quan hệ đó sẽ bền chặt suốt đời và được truyền từ đời này sang đời khác. Muốn giữ được mối quan hệ tốt đẹp đó, anh chị em trong gia đình phải biết đoàn kết, đùm bọc, yêu thương nhau, phải luôn cải thiện được những mối quan hệ giữa anh em trong gia đình. Điều đó sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa. Tuy nhiên, một vấn đề cần quan tâm là khi mỗi người đều đã lập gia đình riêng của mình, liệu mối quan hệ đó được gìn giữ bền chặt không là một điều chăn trở. Mặc dù vậy, có rất nhiều người không xem đó là vấn đề cần thiết mà chỉ duy trì một mối quan hệ tùy thuộc vào điều kiện sinh sống hoặc làm việc của mình. Ngoài ra khi còn nhỏ, chúng ta có cả một thời thơ bó bên nhau dưới mái ấm gia đình và đó cũng là một yếu tố khiến cho chúng ta không thể nào tìm được một quan hệ tương đương ở bất kỳ ai khác. Khi lớn lên, mỗi người có một mái ấm gia đình riêng hoặc trong cuộc sống hôn nhân bị gãy đổ cũng không thể thay đổi được quan hệ ruột thịt giữa anh chị em trong một nhà. Chính vì thế, chúng ta cần nâng cao và phát triển kinh nghiệm sống và tình cảm máu mủ ruột thịt đó chính là món quà tinh thần lớn mà các thành viên dành tặng cho nhau, là nguồn động lực để giúp chúng ta vững bước trong cuộc sống. Mối quan hệ anh chị em là mối quan hệ huyết thống có giá trị thiêng liêng cao đẹp của những người cùng chung một dòng máu. Chúng ta phải biết yêu thương, tôn trọng, đoàn kết, bảo vệ, giữ gìn và phát triển mối quan hệ tốt đẹp này để cuộc sống ngày một có ý nghĩa và hạnh phúc. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Gia đình nào cũng có những bất hòa bởi các thành viên có suy nghĩ tình cảm khác nhau và không phải lúc nào cũng giải quyết được những mâu thuẫn trong anh em. Điều quan trọng là khi xảy ra mâu thuẫn, những người trong cuộc phải thực sự cảm thông, bao dung, lắng nghe và tìm cách giải quyết để gia đình giữ được hòa khí. Bởi ông bà ta có câu gia hòa vạn sự hưng, sau tất cả chỉ có tình thâm là còn mãi. Năm, không tranh giành cao thấp, lợi ích với bạn bè là khoan dung. Kiếp này có thể gặp nhau thì kiếp trước đã là bạn kiếp này có thể làm bạn thì kiếp trước đã từng có mối lương duyên sâu nặng. Không biết những lời này có bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng xin hãy tin rằng tình bạn là thứ đáng trân trọng chỉ sau tình cảm gia đình. Có thể công việc của chúng ta không cao sang bằng của bạn, đơn vị công tác không nổi danh như của bạn nhưng phải nhớ rằng, công việc là không có phân chia cao thấp, lao động là không có phân biệt giá trị. Có thể làm tốt công việc bằng chính sức lao động của bản thân mình thì chúng ta thì đã là thành tựu. Có thể nhà chúng ta ở diện tích không rộng giá cả không đắt bằng nhà của bạn. Nhưng suy cho cùng cũng đâu có vấn đề gì. Sự ấm áp trong căn nhà không phải được quyết định bằng diện tích lớn hay nhỏ, đắt hay rẻ mà nơi nào có sự yêu thương thì nơi đó sẽ là tổ ấm. Người khác có sự huy hoàng của họ, bạn cũng có sự tốt đẹp, sáng lạn của mình. Tâm nhàn là phúc khí tốt nhất của đời người. Người không tranh sẽ tự nhiên ung dung, thản đẳng. Người không so đo, tính toán sẽ thường tự nhiên mà vui vẻ, khoái hoạt. Chúng ta từng so đo rồi nhận được sự trả giá. Đến cuối cùng mới hiểu được rằng hết thảy những gì đến rồi cũng sẽ đi. Chỉ có thể lưu lại một khoảng không hư danh mà thôi. Cho nên, so đo, tính toán, tranh giành rốt cuộc cũng chẳng để làm gì. Có không ít người vì tranh giành lợi ích mà khiến cho tình bạn tan vỡ. Giữa bạn bè, điều quan trọng nhất là có thể thông hiểu lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chân thành nguyện ý vì đối phương mà cho đi. Xưa kia, cổ nhân vì bạn bè mà không tiếc sinh mạng của mình, bởi vậy nhường nhịn bạn bè một chút lợi ích cũng là điều nên làm. Khi con người ở tầng thứ thấp sẽ chỉ nhìn thấy rác, nhưng đứng ở tầng thứ cao, bạn sẽ thấy những hình ảnh đẹp đẽ hơn từ xa. Càng trưởng thành càng ghi nhớ, chớ nên vì chút lợi ích nhỏ trước mắt mà tranh giành hơn thua với người khác. Có người càng tính toán so đo càng mất mát nhiều, cũng có người sống rộng lượng không toan tính lại nhận nhiều phúc báo. Khi bất tính toán, không nên tranh giành những chuyện vặt vãnh, mở lòng khoan dung. Nhìn thấu mọi sự xung quanh mình, bạn sẽ thấy cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đủ trải nghiệm về cuộc sống, bạn sẽ hiểu rằng, thay vì giành giật chút lợi ích nhỏ bé trước mắt, hãy nhìn cuộc sống với tầm nhìn xa hơn để đạt được những giá trị lớn lao hơn. Trong cuộc đời này, có sức khỏe, có gia đình an yên, đó là hạnh phúc. Mỗi khoảnh khắc trong đời chỉ là sự thanh thản trong tâm hồn, những nụ cười vô lo vô nghĩ, đó mới thực sự là điều mà con người nên theo đuổi.